bán dây trọ rẻ hơn cả đất tái định cư Ngọc Hiệp, chưa tới 22 triệu 1 mét vuông, thu nhập lên đến 20 triệu trên tháng. Chào mừng mọi người trở lại với kênh Nguyên Chương Bất Động Sản nha. Hiện tại là Chương đang có mặt tại khu tái định cư phường Ngọc Hiệp nha quý anh chị. Thì khu tái định cư này được lập ra là khi mà cái đường vành đai 2 á, chỗ nút giao Ngọc Hồi á, là sẽ được tái định cư về khu vực này nha. Và hầu như là tất cả các suất ở đây á, là đều là đã có chủ hết rồi đó, là chờ ra sổ nha quý anh chị. Và đợt đầu năm á, thì khu này người ta chưa làm đường á, thì được giao dịch với mức giá là 32-35 triệu cho 1 mét vuông tại cái khu vực này. Thì hiện tại là Chương đang có một cái căn dãy trọ ở gần đây và mức giá rẻ hơn rất là nhiều luôn. Và quý anh chị cùng theo chân Chương đi xem cái căn trọ này nha. Đó, thì mọi người Chương sẽ đi xuống. Thì cái căn trọ nó sẽ cách khu tái định cư này á, là tầm 50 mét thôi, rất là gần. Và giờ Chương sẽ đi bộ xuống cho mọi người. Thì khu vực này nó rất là gần, gần khu đô thị Vĩnh Bình Trung này, gần siêu thị Lotte nè, di chuyển rất là dễ dàng nha. Rồi, thì ở đây là đường trước cái căn trọ của chúng ta nha mọi người. Đường này rất là rộng luôn đó, từ đây qua đây đâu đó là đường 4m rưỡi, 5m nha quý anh chị, rất là rộng nha. Xe ô tô tải thì vô vô tư nha quý anh chị, tầm 4m, 4m rưỡi nha. Đó, khá là rộng. Chỗ đây thì ô tô đi vô thì chúng ta sẽ có các cái chỗ á, thì có các cái đường luồng hiểm á, thì chúng ta sẽ quay đầu đường. Đó, mọi người thấy không, ở trước này đang có một chiếc xe tải con này đó, thì vẫn dư được là vẫn có chỗ để xe máy đi qua đi lại nha quý anh chị. Đó, thì mức giá ở đây á, nó rẻ hơn cái khúc tái định cư trên kia rất là nhiều nha. Thì giá mà chủ đưa ra á, là 4 tỷ, tổng diện tích á, là 188 m² nha quý anh chị. Đây, đây là đường luồng đi vào dãy trọ của chúng ta nha. Ở đây chúng ta sẽ có tổng cộng là 6 phòng, ở sau là 4 phòng, ở trước chúng ta sẽ có 2 phòng nữa, chúng sẽ đi qua. Cái bề ngang của nó là được 9 mét lận nha quý anh chị. Chủ trừ đường đi vào trâu á, đi vào phía sau á, là 1 mét. Đó, là đây. Đó, ở trước chúng ta sẽ có 2 phòng nha. Đây. Đó, thì đây là một căn nè, bên cạnh chúng ta sẽ có một căn nữa, là chúng ta sẽ có 2 căn mặt tiền. Hai căn mặt tiền này thì mọi người có thể là cho thuê đâu đó tầm 3 đến 4 triệu cho một căn như thế này nha quý anh chị. Ở trong rất là rộng, tổng diện tích đất của mình là 188 m². Đó, chúng ta chỉ chừa 1 mét đường thôi, 1 mét vuông đường, 1 mét ngang đường thôi, còn lại là chúng ta xây hết nên một phòng chúng ta sẽ rất là rộng, và bên trong có kệ gác luôn nha quý anh chị, rất là tiện để kinh doanh luôn. Hiện tại ở trong là có người ở nha, Chương sẽ không đi vào trong. Đường này thì là đường thông nha quý anh chị, cái này sẽ thông qua bên cái khu vực Lotte quý anh chị. Đây, nhà đây người ta để ô tô trong nhà nè. Thì ví dụ như các anh chị mua đất để mình xây nhà á, thì ở trên khu tái định cư kia quý anh chị phải bỏ ra 32 đến 35 triệu ha, đâu đó sẽ là 3 tỷ 2 đến 3 tỷ rưỡi cho 1 mét vuông ha. Thì hiện tại ở đó là chưa có mua bán được nha quý anh chị, chưa có sổ sách. Mua bán với nhau á, đợt Tết á, là mua bán với nhau là mua bán giấy tay. Thì sau khi mà nó có sổ rồi á, thì đâu đó là mức giá nó sẽ lên tầm 40 triệu. Thì nó cũng sẽ kéo theo giá đất ở cái khu vực này nó tăng lên, đặc biệt là những cái con đường chính như đường như thế này nè, chắc chắn là giá đất nó sẽ tăng lên rất là cao, do đó là chúng ta đầu tư rất là ổn nha. Đây là một cái đường cống thoát nước nha quý anh chị. Đường cống này thì tỉnh người ta mới làm gần đây thôi, 1-2 năm gần đây thôi, do cái đợt lũ đợt trước á, nước nó lên cao ở đây nó ngập với mọi người, nên phải làm cống để thoát nước cho nó mau. Thì khu vực này thì ở đây thì nó cũng sẽ bớt lụt rồi, nó sẽ không có lụt sâu nữa mọi người. Lụt sâu với lại là lụt lâu á, thì nước sẽ thoát ra rất là nhanh. Rồi, Chương sẽ đi về cái chỗ căn nhà trọ, Chương đi vào trong cho mọi người xem nha. Thì bên hông người ta chừa con đường ra là lúc nãy Chương thấy, Chương tưởng là 1 mét, nhưng mà Chương thấy nó khá là rộng nha, tầm 1m2 lần nha quý chị, 1m2, 1m rưỡi gì đó lần, khá là rộng. Ở trước là có 2 cái mặt bằng để chúng ta kinh doanh, ở sau là chúng ta sẽ có 4 phòng trọ nữa. Thì cho thuê ở đây 2 mặt bằng kinh doanh ở trước thì mọi người có thể là cho thuê tầm 4 triệu một tháng nha quý anh chị, 3 đến 4 triệu một tháng, nhưng cho 3 triệu là được 2 căn là 6 triệu. Ở sau, mấy cái căn ở sau á, thì mọi người có thể cho thuê từ 1 triệu rưỡi đến 2 triệu một tháng.
thì 4 căn cũng cho là 6 triệu nữa là tổng thu nhập ở đây là mọi người sẽ có tầm 12 triệu là ít nhất nha mọi người. 12 triệu là ít nhất. Nếu mọi người cho thuê tốt và mọi người cải tạo sơ lại, mọi người cho thuê tốt á, thì đâu đó mọi người có thể là cho thuê lên cái mức cho thuê mọi người sẽ kiếm lên cao nhất thì tôi nghĩ là sẽ được 20 triệu một tháng đó nha mọi người. Đó, bên trong cái khu vực bên hông này rất là rộng luôn. Và ở sau chúng ta sẽ có 4 phòng trọ ha. Bên trong có gác luôn nha. Bên trong có gác luôn. Đó. Ở trên thì có cái mái tôn. Thì chúng ta sử dụng để phơi đồ ha, để cho người ở trọ phơi đồ. Thì đó. Ở trên này. Đó. Thì ở đây á thì mọi người có thể là làm thêm lên thêm một tầng nữa, lên thêm một tầng nữa, nhân cái số phòng trọ lên. Đó, là thành tổng cộng lên thêm 6 phòng nữa thì chúng ta sẽ có tổng cộng là 12. Thì mọi người đầu tư vào đâu đó là tầm 200 triệu nữa là mọi người đầu tư đủ á mọi người. Là nó sẽ nhân cái thu nhập mình lên rất là nhiều ha. Rồi Chương sẽ đi ra phía trước cho mọi người xem ha. Thì Chương cũng phân tích sơ qua thì cái khu vực này á, nó cách khu đô thị Bình Điền Trung rất là gần nha. Đâu đó là tầm 1 km. Và chúng ta di chuyển qua ra Lotte á cũng rất là gần luôn. Thì nó nằm khá là gần thành phố và di chuyển ra biển thì đâu đó chúng ta mất tầm 10 phút đi xe là chúng ta sẽ ra tới biển ha. Sau này thì chúng ta sẽ có con đường vành đai 2 á, nó chạy qua cũng gần ở khu này nè mọi người. Đó, thì nó cũng sẽ giúp cho giá đất ở khu vực này nó tăng lên rất là cao, tại vì nó sẽ kết nối giao thông phía bắc và phía nam của thành phố Nha Trang mọi người. Đây, ở trên đây là khu tái định cư của chúng ta đây. Quanh đây là rất nhiều tiện ích nha. Chúng ta có trạm y tế, chúng ta có trường học các cấp, ở quanh đây là có đầy đủ hết luôn. Nên mọi người mà về đây ở thì cũng rất là yên tâm luôn nha. Đó, mấy cái lô này đợt trước là bán 32 triệu nè mọi người. Đợt Tết á, là khỏi hàng rất là nhiều. Đi kiếm mấy cái người mà được tái định cư á, người ta nhường xuất lại. Kêu là nhường xuất nhưng mà thật ra là ký bán giấy tay với nhau thôi. Đó. Phía bên này là chúng ta có trường học và trạm y tế nè. Đó. Còn trên kia cái nhà màu hồng hồng á, là trường mẫu giáo nha quý anh chị. Đó. Đường xá kết nối rất là thuận tiện. Di chuyển ra là chúng ta di chuyển qua phía bên đó là ra Lương Đình Của. Đó. Bên này cũng thông ra Lương Đình Của luôn, đường này cũng gần nha. Và di chuyển ra khu đô thị Bình Điền Trung cũng rất là gần, mà đi di chuyển ra Lotte cũng rất là gần luôn. Chủ đang bán căn này là mức giá là 4 tỷ nha quý anh chị. Ngang 9m và tổng diện tích là 188m2. Và điểm yếu duy nhất mà Chương muốn phân tích cho mọi người và Chương sẽ nói cho mọi người nghe đó là sổ này á, là chỉ có 80m2 thôi. Phía dưới đây là sông nè. Đó. Sổ này thì chỉ có 80m2 đất thổ cư thôi nha quý anh chị. Nên sau khi mà ví dụ như quý anh chị muốn xây nhà hoặc là làm gì đó thì mọi người phải xin thêm thổ cư nha. Và chúng ta lên thêm thổ cư thì rất là đơn giản, tại vì nhà này nó có sẵn thổ cư rồi. Chị nào quan tâm đến cái căn phòng trọ cho thuê này á, với mức thu nhập đâu đó một tháng thì chắc là trên 10 triệu quý anh chị, thì hãy liên hệ trực tiếp em Chương nha. Gần khu tái định cư giá thì rất là rẻ hơn đâu đó là tầm 2/3 quý anh chị, rẻ hơn mức giá ở khu tái định cư này là 2/3 nha quý anh chị, giá rất là ổn luôn. Và mọi người liên hệ em Chương nha, em Chương sẽ cho mọi người xem sổ pháp lý của căn nhà cũng như là sẽ gặp trực tiếp chủ để thương lượng giá ha. Rồi Chương xin cảm ơn. Và đừng quên like và subscribe cho kênh của em Chương để em Chương ra thật nhiều video về bất động sản tại thành phố Nha Trang nha.